Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.11 của đài Visa TV và đây là chương trình Vòng tay cộng đồng với bác sĩ Nguyễn Hữu Đức, bác sĩ trưởng của Trung tâm Y tế Nhân Hòa. Chúng tôi đang nói chuyện với quý vị về đề tài bệnh cao máu. Thưa bác sĩ, bệnh cao máu nó nguy hiểm như vậy rồi mình phải đi khám định kỳ hàng năm. Nhưng mà nếu như cho một người bệnh nhân mà đã bị cao máu rồi thì cái bệnh cao máu có chữa được không và chữa bằng cách nào thưa bác sĩ? Cái bệnh cao máu cũng rất dễ chẩn đoán và cũng khá dễ điều trị. Đó là cái tin tốt cho mọi người. Nhưng mà đồng thời ngoài cái thuốc men ra thì mình vẫn phải có nhiều cái cách làm khác để mà cho cái huyết áp mình nó nằm trong vòng kiểm soát. Tức là mình phải dùng thuốc, rồi ngoài ra mình còn phải có tập thể dục, giống như bác sĩ vẫn hay nói, em biết là tập thể dục nè, rồi mình ăn uống điều độ, đừng có làm cho mình tăng cân, phải không ạ? Tại vì tăng cân là một trong những cái nguy cơ rất lớn để mà bệnh cao máu, phải không ạ? Đúng rồi Nam Yến, tức là cái ngoài cái thuốc men ra mình phải ăn uống cho điều độ, mình phải đi gặp bác sĩ mình để bác sĩ mình nói là cái cân nặng của mình nó vừa đủ chưa, mà nếu mà nó hơi overweight thì là mình phải từ từ mình giảm ăn bớt lại. Hoặc là thể dục thì là cũng nên chú ý đến thể dục thể thao thì là nên đi gặp bác sĩ của quý vị để mà được tư vấn cái thể dục nào nó tốt nhất cho cái tình trạng sức khỏe của mình. Bác sĩ, em cũng có nghe nói là mình ăn muối nhiều, ví dụ giống như những ăn đồ đông lạnh hoặc là những cái ham, những cái đồ mà processed food, nó sẽ làm cho mình có nguy cơ cao khi mà bệnh cao máu. Thì tại sao muối với lại bệnh cao máu lại liên quan với nhau thưa bác sĩ? Đúng rồi Nam Yến, nó có một sự liên quan chặt chẽ vừa cái muối với lại cái cao máu. Tại vì Nam Yến nhớ không, tức là người Việt Nam mình có câu nói là ăn mặn khát nước. Dạ, đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là khi mình ăn mặn, ăn nhiều muối vào thì là trên não mình nó nói là máu mày hơi mặn quá, bây giờ uống nước vô cho nó điều hòa lại cái nồng độ muối. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì mình uống nước vô, uống nước nhiều vô, thì khi mình uống nước nhiều vô có nghĩa là cái nước ở trong cái hệ thống tuần hoàn mình nó nhiều quá. Đó. Nó overloaded, tức là nó quá tải, đúng không? Thì lúc đó huyết áp làm sao phải tăng lên, huyết áp nó tăng lên thì nó một cách nôm na là như vậy. Tức là ai mà đã có tiền cao máu hoặc là chưa bị cao máu nhưng cũng không nên ăn mặn, tại vì những cái đồ đó nó cũng không có tốt cho sức khỏe của mình. Đúng rồi, bây giờ mình nói về ăn mặn gì, chứ Nam Yến có biết là một ngày mình được ăn bao nhiêu muối không? Theo như khuyến cáo của hội tim mạch và tất cả những cái hội mà y khoa thì là một ngày mình bình thường của mình á, thì chỉ nên được ăn một muỗng cà phê muối thôi. Muỗng cà phê muối có nghĩa là trước khi mà mình nấu nướng chế biến gì chỉ dùng một muỗng cà phê muối thôi để mà nêm nếm thôi. Nhưng mà cái nguy hiểm là tất cả những cái đồ ăn mà mình mua về đó, nếu mà quý vị mua từ from scratch, nghĩa là mua đồ ăn tươi á, thì mình về mình chỉ được thêm vào mỗi ngày được một muỗng cà phê muối thôi. Nhưng mà cái vấn đề là ở chỗ này là người mình đi mua cái đồ mà canned food hoặc là mấy cái đồ nó gọi là processed food, trong đó nó đã có muối sẵn rồi, đồng thời mình ăn mình lại nêm thêm nữa, thành ra nó rất là mặn. Mà bây giờ anh muốn chuyển đổi, và tại vì người mình thì là ít có thói quen dùng muối, mà mình dùng nước mắm và em nước tương. Em đang tính hỏi vậy, nước mắm có tính không? Tại em tính nước chứ. Mắm. Đúng rồi, tức là nếu mà quý vị không có, tức là chỉ mua thực phẩm tươi về nấu á, thì một ngày mình chỉ được nêm trung bình 5 muỗng cà phê nước mắm. Ít quá vậy bác sĩ. Đó, bởi vì cái đó mới là nguy hiểm. 5 muỗng cà phê nước mắm. Em thấy canh em nêm là 2 muỗng canh rồi. Tức là cho mỗi một người trong ngày, mỗi người khẩu phần trong ngày đó. Nói chung là nước mắm thì nó mỗi một cái hãng nó làm khác nhau, nhưng mà anh nhìn thì anh research thì thấy là cái nồng độ nó cũng tương tự, thành ra quy định cho nó dễ nhớ là một ngày một người chỉ được phép ăn 5 muỗng cà phê nước mắm thôi. 5 muỗng cà phê. Rồi, bây giờ nhảy qua nước tương đi. Dạ. Thì nước tương thì nó hơi lạc hơn nước mắm chút xíu. Thì là được cho phép ăn từ 7 cho đến 8 muỗng cà phê nước tương. Thì là những cái lượng muối trong cái cả nước tương hoặc là nước mắm á, thì nó gần giống như là một muỗng cà phê muối. Nhưng mà cái quan trọng á, là khi mà những cái thức ăn mình mua mà chế biến sẵn rồi, nó đã có muối trong đó rồi, thì ra
mình càng ăn lạc chừng nào càng càng tốt cho sức khỏe của mình chừng đó. Tại vì ngay bản thân Nam Ý này biết là ăn mặn là không có tốt, nhưng mà đôi khi tại vì cái khẩu vị của mình nó quen như vậy rồi, ăn ví dụ như rau luộc tốt nhưng mà mình phải chấm xíu nước tương chẳng hạn cho nó mới ngon, còn nếu như mà ăn rau luộc không thì nó hơi lạc chút. Nhưng mà quý vị ơi, nhớ lời bác sĩ Nguyễn Đức dặn là chỉ là một muỗng cà phê muối, 5 muỗng cà phê không, nước tức là một muỗng một hoặc ngày. Là một muỗng cà phê muối một ngày, hoặc là một muỗng cà phê muối hoặc là 5 muỗng cà phê nước mắm, hoặc là 5 muỗng cà phê nước mắm một ngày, hoặc là 8 muỗng cà phê nước tương. Tức là quý vị càng ăn ít muối chừng nào thì càng tốt cho sức khỏe của quý vị chừng đấy mà nha. Nếu mà quý vị mà đã có chẳng hạn như bệnh suy tim hoặc là bệnh thận hoặc là bệnh đã bị huyết áp rồi thì phải càng ăn ít hơn cái lượng đó chút xíu nữa. Vậy là không được ăn bún mắm rồi. Ráng đi quý vị, lâu lâu được bác sĩ giống như là mấy tháng thèm quá giờ chút. Sure, lâu lâu. Nhưng mà trong mỗi cái thức ăn hàng ngày thì quý vị nhớ nha, càng ăn lạc chừng nào thì bác sĩ Đức càng thương chừng đấy, tại vì đỡ phải tới gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng có nhiều cái cách mà mình có thể mình làm giảm cái nồng độ muối trong thức ăn của mình. Chẳng hạn như quý vị ăn mì gói đi. Thì mình đừng có dùng nguyên một cái gói mà seasoning, tức là cái gói mà cái bột nêm á, mình có thể mình dùng phân nửa gói đó, đồng thời mình cho nước vô thì cái vị nó vẫn còn ngon. Đúng rồi. Tức là cho ít nước thôi. Ít nước thôi nhưng mà ít muối luôn. Khi mà mình dùng nửa cái bao đó có nghĩa là mình giảm cái nồng độ muối phân nửa rồi. Có nhiều cách mà để mà mình ăn gian lắm. Good nhưng idea. Mà tức là mình vẫn giữ được cái khẩu vị mà mình ăn ít muối. Mà nhớ là đừng có ăn phở nhiều quá, đừng có ăn bún cồn Huế nhiều quá. Lâu lâu một tuần ăn một lần thì ok, tại biết sao không? Tại khi mà mình muốn ăn ngon á thì là cái nước đó mình phải bỏ nhiều muối vô. Đúng rồi. Thành ra phải đậm đà chút xíu. Đừng nên ăn mỗi ngày. Với lại có mỡ nữa bác sĩ, tại đúng vì rồi. Phở thì họ cũng nấu nhiều mỡ lắm. Em có một câu hỏi nữa cũng hay hay là tại vì em thấy khi mà huyết áp của mình đang cao thì có các bác nói là ok, con phải uống nước chanh vô, thì nước chanh khi con uống nước chanh vô nó sẽ làm giảm huyết áp của con liền, có đúng không bác sĩ? Cái đó thì là các nhà khoa học và các viện y khoa họ nghiên cứu rồi thì họ thấy không có tác dụng nào hết. Nhưng mà cái message quan trọng là nói với lại quý vị khán giả là những cái gì mà mình tin tưởng á thì là cũng nó có con dao hai lưỡi. Khi mình tin tưởng thì nghĩa là trong não mình nó có cái nó gọi là cái tác dụng mà tâm lý đó, thì có thể nó làm hạ nhưng mà về lâu dài nó không có tốt, tại vì nó chưa chứng minh được. Mà mình cứ tin tưởng là nước chanh nó sẽ làm giảm huyết áp, như vậy thì huyết áp mình không kiểm soát được thì là sau này nó sẽ càng ngày nó càng nặng khó thêm cho các bác sĩ nữa. Đúng rồi, thành ra là nên đi khám bác sĩ định kỳ vẫn là tốt hết. Đúng, em đồng ý. Sẵn tiện đây, tại vì mùa cúm nó cũng đã bắt đầu trở lại rồi, tại vì khí hậu nó cũng hơi thay đổi, em cũng bị bệnh hồi tuần rồi. Thì mình nói chút xíu về cái vấn đề chích thuốc cúm thì bác sĩ, thường thì mùa cúm bắt đầu khi nào và nó kết thúc khi nào? Mùa cúm thì bắt đầu có thể là cuối mùa thu hoặc có khi giữa mùa thu cho đến hết mùa đông luôn. Thành ra mình chích cúm thì là mình nên chích trước khi mùa cúm bắt đầu. Thì tại vì khi mình chích cúm thì không phải là cái cơ thể mình nó sản sinh ra cái kháng thể ngay lập tức, mà nó có thể nó từ 2 cho đến 3 tuần, 4 tuần sau nó mới phát triển được. Thành ra thường thường là khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 là quý vị nên chích được rồi. Thì thường em thấy là các bác sĩ hay khuyên là tất cả mọi người em bé từ 6 tháng trở lên là phải chích cúm, nhất là các bà mẹ mà đang mang thai cũng phải nên chích cúm để mình bảo vệ cho cái cơ thể của mình. Nhưng mà mỗi một năm là mình phải chích một lần hả bác sĩ? Đúng rồi, tức là cho mỗi mùa cúm thì mình nên chích một lần. Như Nam Yến nói là đúng rồi, trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên cho đến 100+ tuổi cũng phải chích. Mỗi năm mỗi chích một lần. Thì là những trẻ em 6 tháng tuổi hoặc là những trẻ em nhỏ, chẳng hạn dưới 2 tuổi mà lần đầu tiên chích ngừa cúm có thể chích 2 mũi một lượt. Tức là không phải một lượt mà là cách nhau chẳng hạn 1 tháng. Thì chỉ có những trẻ em đó mới là chích cái mùa đó chích 2 lần thôi. Không phải trẻ em nào cũng phải vậy. Nếu mà trẻ em đó đã chích 2 lần trong một mùa rồi thì là những cái năm sau thì sẽ chích một lần thôi. Tức là lần đầu tiên thì chích lần để cho tiên cái là cơ thể mà nó có những cái lần, sức đề kháng, đúng rồi. Nó như là những cái sức đề kháng phải không ạ? Còn những bác lớn tuổi chẳng hạn như 65 tuổi trở lên thì là phải chích một cái loại cúm đặc biệt. Thành ra là quý vị mà nào mà 65 tuổi trở lên thì là khi gặp bác sĩ quý vị thì là bác sĩ quý vị sẽ cho cái loại cúm đặc biệt cho người lớn tuổi. Em hiểu rồi.
rồi. Vậy thì thường là em thấy là mình hay đi đâu để chích cúm thưa bác sĩ? Đi bác sĩ gia đình hay là có những cái chỗ nào có chích cúm không? Tất cả các dịch vụ y tế hoặc là phòng khám bệnh đều có cúm, ngay cả pharmacy cũng có cúm luôn. Hoặc là những cái hội chợ mà người ta có chích cúm free, cũng có thể quý vị cũng có thể chích cúm được hết. Nếu mà như vậy thì Nhân Hòa sắp tới thì có offer những cái chích cúm free. Tại trước đây khi mà em đi một cái event thì em có thấy là Nhân Hòa có một cái table ở đó rồi cũng có offer chích cúm. Thì sắp tới đây, từ đây trở về sau khi mà mùa cúm đã bắt đầu rồi, thì Nhân Hòa có những cái dịch vụ chích cúm cho cộng đồng mình không, thưa bác sĩ? Nhân Hòa vẫn còn chích cúm free cho mọi người. Quý vị cứ việc đến Nhân Hòa để được chích cúm free bất cứ lúc nào. Nhưng mà đồng thời thì là tháng tới vào ngày 4 tây tháng 11 vào ngày thứ bảy, Nhân Hòa cũng có một cái health fair, tức là đến quý vị có thể đến để mà chích cúm nè, hoặc là được truy tìm những cái bệnh khác như huyết áp, tiểu đường, hoặc là ung thư về phụ nữ, hoặc là rất là nhiều dịch vụ vào ngày health fair đó. Miễn phí hay là mình phải có bảo hiểm của Nhân Hòa, hay là ai cũng đi tới đó được thưa bác sĩ? Không cần bảo hiểm, quý vị cứ việc đến. Không bảo hiểm thì chúng tôi vẫn cung cấp dịch vụ chích cúm miễn phí. Và có bảo hiểm thì chúng tôi cũng chích luôn. Cái gì cũng làm hết. Cái gì là, tức là Nhân Hòa là cái chỗ mà cái gì cũng có thể. Cái gì cũng có thể làm được hết. Là ngày 4 tới tháng 11 sắp ngày tới. Ngày 4 tới tháng 11. Từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 9 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Mà chẳng những có những dịch vụ y tế đó mà chúng tôi còn có tổ chức ca nhạc và những cái trò chơi, hoặc là có một số máy huyết áp free cho quý vị luôn. Ở đây mình sẵn nói về cái huyết áp thì là sẽ có những cái máy huyết áp free, hình như là chỉ có được 20 máy huyết áp free thôi, thì là mình đến thì mình sẽ xổ số, làm xổ số cho nó vui. Dạ. Mà đồng thời có những cái món quà khác rất là hữu ích cho sức khỏe của bệnh nhân của mình. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin bác sĩ gửi lời cuối cùng đến với quý vị khán giả của Đài Vista TV. Rất hân hạnh là được nói chuyện với quý vị khán giả của Đài Vista mỗi tháng một lần về những cái đề tài khác nhau. Thì trong cái đề tài ngày hôm nay thì là cái message của tôi muốn gửi đến quý vị là mình nên đi khám định kỳ đúng hẹn để được chẩn đoán sớm và điều trị sớm. Mà một khi mà mình đã bị huyết áp rồi thì là mình nên uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, đồng thời ăn uống điều độ, thể dục thể thao thường xuyên, ngủ ngon, đừng lo âu, sống hạnh phúc. Thì cái đó nó cũng rất quan trọng cho cái sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức rất là nhiều. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc về đề tài này, xin quý vị gọi cho Trung tâm Y tế Nhân Hòa là 714-898-8888. Các nhân viên ở đó sẽ vui lòng trả lời quý vị những câu hỏi mà quý vị cần biết. Nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị cũng có thể gọi cho Nam Yến ở số phone là 714-558-5405 hoặc gọi về email là vongtaycongdong.vista@gmail.com. Kính chúc quý vị một ngày thật vui và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau.